Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, Người khen Chúa. Trọng kính quý cha và kính thưa quý cô ông bà anh chị em. Hôm nay là một ngày lễ rất long trọng với rất nhiều những ý nghĩa. Nhưng mà có một ý nghĩa mà chúng ta được mời gọi để cùng nhau suy niệm trong ít phút ngắn ngủi như thế này. Đó là giá trị của những điều vô hình ở xung quanh cuộc sống của chúng ta. Trong một gia đình kia có một người bố tổ chức sinh nhật 40 tuổi. Và đứa con gái bé của ông chuẩn bị cho ông một món quà rất là đẹp. Hôm nay con chúc sinh nhật bố và con mừng bố một món quà mà con đã chuẩn bị rất là chu đáo. Và dĩ nhiên người bố rất là vui mừng nhận món quà, rồi ông hãnh diện mà ông bóc cái món quà đó ra trước mặt mọi người. Nhưng mà khi ông bóc cái món quà ra thì ông thấy bên trong nó là một cái hộp trống không, không có một cái gì bên trong cả. Và ông đang vui mừng, đang hãnh diện thì ông trở nên tức giận. Mà có lẽ có một cách nào đó cũng hơi cảm thấy quê trước quan khách chăng. Và ông vứt cái hộp quà đó sang một bên. Và rồi đứa con nó tu lên, nó khóc. Thế thì sau đó ông hỏi sao con lại khóc. Thì em bé nói: Bố có biết không, để mừng kỷ niệm sinh nhật 40 tuổi của bố, con đã thả vào đây 40 nụ hôn của con. Và con đã phải gói ghém rất cẩn thận để những cái nụ hôn ấy nó không bị bay ra ngoài. Thế mà bây giờ con tặng bố mà bố không cảm nhận được cái tình yêu mà con dành cho bố. Bố quẳng một cái món quà đi, con thấy đau trong lòng. Cuộc sống chúng ta quen với những cái giá trị bên ngoài, với những cái giá trị chúng ta có thể nhìn thấy được, những cái giá trị chúng ta có thể mà đụng chạm đến được bằng tay chân của mình, những giá trị chúng ta có thể cân đong đo đếm được bằng giá trị của đồng tiền, và làm cho chúng ta mất đi cái sự cảm nhận được những cái giá trị vô hình
ở bên trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên hôm rồi tôi đọc được một cái bài viết rất là hay, không biết của tác giả nào, nhưng ông ấy nói rằng tập nhìn sâu, tập nhìn sâu. Nhìn sâu là nhìn như thế nào? Khi chúng ta có một mâm cơm ở trên bàn thì mình đừng chỉ nhìn đó là mâm cơm, mà nhìn đó rằng là một cả một quá trình. Từ cái việc đi chợ, đi chợ phải nghĩ mua cái món gì. Cái khổ nhất của một người đi chợ đó là phải nghĩ mua món gì, rồi phải lựa chọn từng cọng rau, từng miếng thịt, từng con cá, rồi về phải chặt rửa, nêm nếm, rồi phải đưa lên bếp đun, nóng nảy, mồ hôi trên trán. Rồi sau đó bắt ra, sắp lên đĩa, bỏ lên bàn. Nhìn sâu để mình nhìn thấy cả một quá trình đó, để rồi mình không có chê này chê nọ, nhưng mà mình cảm ơn vì cái đĩa ăn ở trên bàn. Tập nhìn sâu để khi chúng ta nhận được một tin nhắn thì mình biết rằng một người nhắn tin cho mình là họ phải nghĩ đến mình đã. Rồi họ nghĩ đến mình thì họ phải nhắn cho mình một cái tin, rồi họ phải dùng ngón tay để bấm từng con chữ, và phải suy nghĩ để chọn từng cái từ để bấm ra cái con chữ đó mà gửi cho chúng ta, để chúng ta trân trọng một cái tình cảm. Tập nhìn sâu để nhìn một bác tài xế chở xe cho mình, thì không phải chỉ là bác tài xế, mà đằng sau bác tài xế đấy là cả một gia đình cần được nuôi sống bởi những đồng tiền mà bác tài xế đó phải kiếm về. Tập nhìn sâu để nhìn một người phục vụ tại bàn ăn, tại quán nước, không phải chỉ là một người phục vụ, nhưng còn là một sinh viên, một học sinh đang đi làm thêm để có tiền trang trải cho việc học hành của mình. Tập nhìn sâu để nhìn thấy tấm áo của mẹ, để nhìn thấy vết nhăn trên trán của cha. Người chồng nhìn thấy được những cái sự vất vả của người vợ, người vợ nhìn thấy được cái sự hy sinh của người chồng, con cái nhìn thấy được tình thương của cha mẹ, anh chị em nhìn thấy được cái tình cảm gia đình. Đó là những cái nó vô hình, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn sâu thì mới nhìn thấy được. Nhìn sâu. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu về trời. Về trời là như thế nào? Lên trời, thăng thiên là như thế nào? Có phải là Chúa bay vù từ đây lên đến một chỗ nào đó rồi Chúa ngự trên đó không? Chúa thăng thiên, Chúa về trời có nghĩa là Chúa thay đổi cách hiện diện của mình. Ngài không còn hiện diện một cách hữu hình nữa, mà Ngài hiện diện một cách vô hình. Và đây là cái điều mang lại ân phúc cho chúng ta. Như Chúa Giêsu nói, thầy đi thì có lợi cho anh em. Tại sao? Nếu Chúa hiện diện hữu hình thì Chúa không thể hiện diện ở khắp mọi nơi được, mà Chúa cũng không thể hiện diện ở trong tâm hồn chúng ta được. Chúa hiện diện vô hình thì Chúa mới có thể hiện diện rộng khắp, và Chúa mới có thể hiện diện thâm sâu. Đó là lên trời đó. Ngài sẽ hiện diện như một Thiên Chúa. Chúa lên trời mời gọi chúng ta nghĩ đến những thực tại trên trời. Chúng ta đọc trong Kinh Mân Côi thứ hai thì cảm ơn Đức Chúa Giêsu lên trời, xin cho chúng con được ái mộ những sự trên trời. Những sự trên trời là những gì? Những sự vô hình, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nghe, không ngửi, không đụng chạm tới được, nhưng nó có đó. Thực tại vô hình đó là sự hiện diện của Chúa. Thực tại vô hình đó là nước trời đang
rộng cửa để chờ đón chúng ta. Chúng ta biết chúng ta có một đích điểm, chúng ta biết chúng ta có quê hương ở trên trời. Đó, thực tại vô hình. Và chúng ta được mời gọi nhìn sâu để thấy được cái thực tại vô hình đó. Thế thì tại sao hôm nay chúng ta rước kiệu đi khắp làng, rồi chúng ta về đây chúng ta dâng hoa, bao nhiêu là kiệu, rồi tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng các thánh, có phải là biểu dương lực lượng không? Chúng ta nhìn sâu để chúng ta thấy được cái giá trị vô hình đằng sau những cái cử hành đó. Chúng ta rước kiệu quanh làng để làm gì? Để chúng ta nhắc nhớ nhau rằng chúng ta là làng Công giáo, chúng ta là làng có đạo. Để chúng ta nhắc nhớ rằng Chúa, Đức Mẹ, các thánh luôn luôn hiện diện ở trong cộng đoàn của chúng ta, và các ngài luôn luôn sẵn sàng dõi theo và giơ tay chúc lành cho chúng ta. Rước kỳ yên để một lần nữa chúng ta dâng cả cái làng này, cả cái giáo xứ này cho Chúa, cho sự bảo trợ của Đức Mẹ, các thánh, để các ngài bảo đảm an ninh trật tự, sự bình an cho cái ngôi làng này, cho cái giáo xứ này. Kỳ an cầu sự bình an là như vậy. Thực tại vô hình, những giá trị vô hình đằng sau những cái điều đó. Khi các em dâng hoa thì tôi thấy rất ấn tượng, bởi vì các em thì rất là đơn sơ, với tà áo trắng tinh khôi, với những đóa hoa đồng nội. Các em dâng hoa rất tự nhiên và rất là dễ mến, bởi vì vừa dâng vừa hát, hát sống cùng với ca đoàn. Rồi vừa dâng có khi lại vừa lau cả mồ hôi bịn rịn trên trán nữa. Thế cái bài hát cuối cùng của ca đoàn nói là: mẹ có bằng lòng không? Mẹ có nhận lời không? Làm sao mà Đức Mẹ lại không bằng lòng, Đức Mẹ không nhận lời khi nhìn những đứa con rất đơn sơ, rất là sốt mến, dâng những đóa hoa rất là chân thành lên cho mẹ như thế. Thánh Gioan Maria Vianney có kể một câu chuyện không? Có một lần ngài nhìn thấy một bà khóc ở ngôi mộ. Bà khóc gì? Bảo con khóc bởi vì con rất là lo ngại cho phần rỗi linh hồn của chồng con. Ông này ông khô khan nguội lạnh lắm. Thế thì cha Thánh Gioan Maria Vianney nói: bà đừng lo, ông này ông không mất phần rỗi đâu. Bà có nhớ không? Có một lần ông đi trên đường, ông thấy có một cái bông hoa dại đấy, ông ấy hái, ông bỏ lên tòa Đức Mẹ. Một cử chỉ đơn sơ đó nhưng mà Đức Mẹ không quên đâu. Cho nên trước khi ông ấy qua đời bất ngờ đấy, tai nạn đấy, thì Đức Mẹ đã tạo điều kiện cho ông một cơ hội để ăn năn. Ông sẽ phải đền tội trong luyện ngục nhưng ông ấy không mất phần linh hồn đâu. Một bông hoa dại thôi, tình cờ ven đường mà Đức Mẹ còn chả bỏ qua, thì làm sao mà chúng ta với tất cả cái sự cố gắng nỗ lực trong những ngày vừa qua như thế, làm sao Đức Mẹ bỏ qua được. Thế rồi xin phép cộng đoàn hôm nay chia sẻ một chút với các anh chị em ở hội Emmaus. Đây cũng là một điều rất ấn tượng, bởi vì chúng ta thường nghe câu ca ngoài đời đó. Nó là sao? Chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ. Thế thì rất nhiều anh chị em nhiều khi là được đức tin trở lại đạo xong cái là thôi. Thì cũng có lỗi của anh chị em tân tòng, nhưng mà cũng có lỗi của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng không giúp đỡ, không nâng đỡ, không chăm sóc đức tin gọi là hậu tân tòng. Nói là tân tòng chứ có nhiều người hỏi là: vậy thì bà tân tòng bao nhiêu năm rồi? Con cũng 13 năm rồi. 13 thì cũng bớt tân rồi, phải không? Cũng cựu cựu rồi. Thế thì hội lấy tên là Emmaus là một
cái gợi ý rất là hay. Giá mà chúng ta theo Chúa xong rồi Chúa lúc nào cũng hiện diện kè kè ở bên chúng ta ấy, thì chắc chúng ta cũng không có nguội lạnh đâu, chúng ta cũng không có lơ là việc đạo đâu. Nhưng mà Chúa lại hiện diện một cách vô hình, cho nên nhiều khi mình quên rằng Chúa đang hiện diện ở mình. Hai môn đệ trên đường Emmaus, sau khi Chúa bị bắt, bị đóng đinh và bị mai táng ở trong mồ, thì các ông ấy thất vọng hoàn toàn. Các ông bảo thôi hết rồi, công cốc rồi, lọ này theo Chúa tưởng là thế nào, cuối cùng bây giờ Chúa thì cũng chết rồi, Chúa chết thì còn gì nữa đâu, hết rồi, thôi về quê. Nhưng mà trong cái lúc thất vọng nhất đó, đêm tối của cuộc đời đó, thì các ông tìm lại được đức tin, tìm lại được cái niềm hy vọng để tiếp tục cái hành trình theo Chúa. Là nhờ cái gì? Nhờ Chúa phục sinh hiện ra với các ông, và Chúa giải thích Kinh Thánh cho các ông. Đúng như cái câu chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, con người phải chịu đau khổ, phải chịu chết rồi mới trỗi dậy. Và khi đến nhà thì các ông ấy mời Chúa vào nhà, xin Thầy ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Và Chúa Giê-xu vào nhà và Chúa Giê-xu bẻ bánh, và mắt các ông mở ra và các ông nhận ra Chúa. Các ông trở lại Jerusalem. Trở lại Jerusalem tức là trở lại cái đời sống đức tin, cái nôi đức tin của mình. Thì đây là một cái gợi ý rất là hay cho anh chị em Emmaus và cho tất cả chúng ta. Đó là gì? Đức tin là một hồng ân Chúa ban, nhưng chúng ta cần phải chăm sóc đức tin ấy, vun trồng đức tin ấy. Và vun trồng bằng cách nào? Nhận ra sự hiện diện đồng hành của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thứ hai, cần phải tiếp xúc thường xuyên với lời Chúa, với Kinh Thánh. Thứ ba, phải năng tham dự tiệc thánh thể, tức là bẻ bánh. Và thứ tư, cần phải tham gia vào đời sống cộng đoàn của giáo hội. Chúng ta phải làm những điều đó thì đức tin của mình nó mới tiếp tục được nuôi dưỡng và nó mới tiếp tục được lớn lên. Còn bằng không thì không chóng thì chảy, nó cũng sẽ nguội lạnh đi, nó cũng sẽ phai nhạt đi. Thế thì hôm nay đấy cũng là ngày anh chị em Emmaus mừng, thì chúng ta gợi lại cái hành trình Emmaus của hai môn đệ xưa để chúng ta cũng khích lệ nhau. Mình cố gắng đi tham dự thánh lễ, không được hàng ngày thì ít ra là hàng tuần, bởi vì trong thánh lễ chúng ta đi lại chính cái hành trình Emmaus, chúng ta cũng được nghe Kinh Thánh, chúng ta cũng được giải thích Kinh Thánh, chúng ta cũng được bẻ bánh và rước mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng đức tin cho chúng ta. Một ngày mình ăn 3 bữa để nuôi xác, một tuần có 1 bữa để nuôi hồn, mà mình không đi thì hồn làm sao mà khỏe được. Kiểu gì thì hồn cũng phải ốm yếu này. Không chỉ là đối với anh em Tân Tòng mà đối với tất cả chúng ta, thánh lễ Chúa Nhật rất quan trọng để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi điều chia sẻ. Xin Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ các thánh ban muôn ơn lành bình an cho tất cả quý ông bà anh chị em, và cách riêng xin Ngài luôn luôn đồng hành với anh chị em Tân Tòng trong hội Emmaus, để chúng ta luôn luôn có được sự trợ giúp của Chúa để giữ vững đức tin của mình. Anh chị em trở lại đạo theo Chúa cũng có gặp nhiều khó khăn lắm. Ở người bên ngoại người ta thường nói là gì? Lấy người có đạo làm chi? Chết thì ai cúng, dỗ thì ai lo? Lấy ai chăm sóc mả mồ, lấy ai hương khói bàn thờ tổ tiên? Đó, người ta lo lắng lắm. Thế này, câu thơ của người bên ngoại để muốn nói rằng anh chị em theo đạo cũng gặp nhiều những khó khăn.
Chúng ta là cộng đoàn đức tin, những người có đạo đấy, chúng ta cũng phải nâng đỡ đức tin của những anh chị em mới theo đạo. Rất cần sự trợ giúp của cộng đoàn, sự khích lệ của cộng đoàn, đặc biệt là của những ông bà anh chị em đỡ đầu. Chúng ta không phải đỡ đầu để cho nó xong một cái thủ tục, mà cái người đỡ đầu cho anh chị em tân tòng là phải bảo đảm, phải đồng hành với anh chị em tân tòng trong đời sống đức tin của họ. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.